Cái đó lên xuống. Khi bạn về lúc đó là chưa ra trường là còn ở Tà Mau. Còn hiện giờ là ở thuê, là ở tại Sài Gòn. Dạ, ở tại Thủ Đức. Thủ Đức hả? À, cũng nhà bạn đạo. Thôi bây giờ mình đổi về tầm chút xíu, đã vừa kể nhầm nói về quá trình tu học ha, dạ. Giờ nói về cơ duyên biết pháp ha, dạ. Bây giờ mình hay nói về chút xíu về kết quả đạt được sau bao nhiêu năm hành pháp. Dạ. Em á thì ở Bảo Lộc á, em không có thầy là em không còn tới nay. Rất nhiều cái trường hợp xảy ra lắm, nhưng mà làm như chắc có lẽ thầy cũng có bên cạnh mình khi mình tinh tấn á. Trước đây ở Bảo Lộc rất xảy ra nhiều công việc, thấy bên mình tới vậy, nhưng mà ở Bảo Lộc em tinh tấn lắm, lúc nào không bao giờ ngớt niệm niệm Phật. Đi đứng nằm ngủ, khi ngủ em lăn qua bên kia đó, niệm Phật là trong ý nó niệm rồi, trong ý em đã niệm rồi. Thành ra vì cái chỗ đó em thấy tác phương pháp mình niệm Phật đó, nó quá giải rất nhiều công việc của em, rất nhiều luôn á. Có khi nào gặp thầy mà bằng thân sắc hữu vi đó? Em gặp rất nhiều lần ở Bảo Lộc, mà về Sài Gòn này em không gặp. Em về Sài Gòn này ở bên quận 2 em có gặp một lần. Lần sau lại gặp được thầy nữa ở Bảo Lộc là như vậy. Em gặp gì? Cái ngày đó là em bệnh là 4 là 5 ngày em không ăn được. Cái đương nhiên em mới không mở cửa ra, cái ở xóm ấy giờ gọi cửa nói sao bữa nay là Hân không mở cửa, nói không dám nói bệnh, mình tu mà nói bệnh thì mình dở sao. Đúng rồi, cái tu hành mà bệnh phải không? Mình nói mình bệnh này nó kỳ lắm. Cái nói không gà cũng làm biến đi giường lắm bác Khánh ơi, mà trong khi đó đi hết nổi rồi, 5 ngày không ăn được. Cái bác Khánh nói thôi có cần đi đâu không, ý bác cũng hỏi khéo. Nói bác Khánh ơi, lát nữa là con với bác đi ra mà tiệm tế dân á, mua thuốc, con cũng muốn mua uống thuốc vậy thôi. Cái nói được rồi. Thì lúc đó em nằm trên võng mơ mơ màng màng mà rõ ràng cái tiếng thầy cái bàn ở trên đây, cái thầy gõ, em nghe rõ ràng thầy gõ cốt, thầy nói tu mà không dấn thân. Mà em thấy là thầy mặc cái áo đen mà thất thầu con quách màu hồng. Cái bắt đầu em tỉnh lên, em bỏ cái đĩa vô trong cái máy y chang thầy mặc cái áo màu đen mà thất thầu quách màu hồng, thầy giảng ở trong cái đĩa. Thì bắt đầu từ đó cái bắt đầu ráng ra mình nói lúc cháu đó đang nhắm mắt đang mơ màng lúc bệnh mà bao. Dạ lúc bệnh mà em nghe rõ ràng thầy gõ ở bên tai mình đó, trên cái bàn đó, mà bỏ cái miếng đĩa vô thì thấy cái mơ của mình là thấy thầy mặc áo màu nào là y như vậy. Còn thấy được mấy lần là kiểu đó đó hả, tức là đâu phải là gặp thân sắc hữu vi, nghĩa là mình có rờ được, mình có chụp hình chung được. Dạ, phải không? Rồi một lần sau cái em á là đương nhiên á, cái em đi làm giường hoài, đương nhiên cái em niệm Phật không niệm Phật được, miễn niệm Phật cái đương nhiên nó chạy mất tiêu. Ủa nãy giờ mình niệm Phật mà niệm không được, mà trong khi đó cái lưng em á nhức từ đây, cái nó lên tới đây em nó chết rồi, nó nhức kiểu này chết rồi. Cái đương nhiên lên võng nằm toàn thấy ma quỷ không luôn, em thấy con người ta thì cái mình người ta mà cái mặt da da như vậy nè. Cái em không niệm Phật được mà không hành pháp được. Cái đó là bao nhiêu lâu từ lúc bắt đầu hành pháp? Cái đó là ở Bảo Lộc. Đúng rồi, mà bao nhiêu lâu chẳng hạn, như từ lúc hành pháp đến lúc mình gặp. Dạ. Cái chuyện đó là khoảng chừng 2-3 năm. Dạ, là lúc đó là 4 năm rồi. Lúc đó là 4 năm mới gặp cái trường hợp này. Mà cái bắt đầu em nằm trên võng mơ mơ kêu ra tiếng luôn, bà Hân ơi. Mà ba lần như vậy em cương quyết em nói chết rồi, cái này quá giờ đông rồi. Giọng em thấy đông giọng. Cái giọng là giọng người nam mà không phải giọng thầy. Cái giọng này không phải giọng thầy, mà em thấy đông lắm, em nhắm mắt em thấy quá đông mà em không niệm Phật được. Cái em biết làm sao, cái nó lên tới trên đây, cái nhức lên tới trên đây nó chết rồi, mà mai lên tới đỉnh đầu là chết luôn, mà không điện cho đứa nào biết, miệng điện là qua nó về nó lo, em không cho đứa nào hay hết. Cái qua một đêm thứ sau nữa thì nó vẫn kêu em nữa, nó kêu bà Hân ơi, mà trong khi kêu đó là em thấy đông, rất có phần ngoài đông lắm. Cái em mới thấy gì, làm sao bây giờ, cái em ra trước kiến nên bây giờ cương quyết phải niệm Phật cho được. Thì em niệm được rồi, cái em mới lên, em mới lên giường, là lúc đó chưa tới 11 giờ em mới là chắp tay niệm được rồi, mừng quá. Cái bắt đầu cái mà mấy cái người thấy đông đó, họ là người Việt Nam mình giống như mình hay là mặt dài hay ghê? Em thấy là toàn là hình người, mà cái mặt làm như mặt con khỉ mà dài hơn con khỉ luôn, mà trắng tất cả đủ hết á, nhiều rõ mặt lắm chứ không phải như vậy, mà lại cái là thú vật không. Dạ đúng rồi, mà hình người hình thân mình chỉ có cái mặt là mặt thú vật đủ. Dạ, loại con hết. Đúng rồi, đa số còn khỉ. Dạ, dạ đúng rồi, mà mặt khỉ là nhiều nhất, mà hình người ta
mà kêu em ra tiếng đàng hoàng, mà kêu ba lần kêu biết tên nữa chứ hay gì á, kêu bà Hân ơi nữa. Mà lúc càng nghe bà ngửi tai hay là nghe bà cái tâm thức, em nghe trên cái đầu giỏng của em là kêu đàng hoàng, cái mà em nói mà càng kêu như vậy là em không niệm Phật được, nó không cho em niệm Phật đó là sao không biết. Cái bắt đầu em nói chết là đêm nay như vậy, cái thì em ra trước tiếp em cố gắng em nguyện cho bằng được, cái nguyện không được em giận lên chán ba cái, tại sao không niệm Phật, tại sao mình ngu mà không niệm Phật. Lúc đó chán. Có mở cái dĩa niệm Phật của thầy không? Sao lúc đó không hề mở đĩa cố nói mà tại sao không mở, không hiểu sao tại sao không mở đĩa, mà lúc đêm giận quá em quất mình chán ba cái thiệt là mạnh như vậy, tại sao không niệm. Ra trước kiến quan thánh em khóc quá, em nói nếu như vậy là em phải chết, tối nay nó lên đỉnh đầu là em điên. Nó như vậy cái bắt đầu cái đương nhiên cái em lên em chắp tay được, niệm Phật được, cái trong khi niệm Phật được như vậy là thiền được, thiền được cái bắt đầu nó nằm xuống để thở, đẩy nó ra nằm xuống thở chứng minh, đương nhiên thở chứng minh cái em thấy tròn xong nghe nó hơi nhẹ nhẹ, cái thừng đứng ngồi lên thiền nữa thì em thấy sao mà nó nóng, cái ánh sáng sáng hơn này nữa, mà tối hù mà sao em thấy ủa trước mắt mình nóng quá vậy, mà đương nhiên mình nhắm mắt sao sáng quá vậy, để mắt mở mắt ra coi thử coi cái gì. Thì em mở mắt ra em thấy tầm tua cách em là hơn một thước, cái đương nhiên mở mắt em nhìn kỹ cái ánh sáng đó, đương nhiên xuất ra không biết nó hút vô đầu hả, hút lúng hả, hút vô ngực, làm nhanh quá em không biết cái gì hết trơn, em sợ em nếp chết rồi, bị nhập qua mấy ông ngoài ra thì phải mà trong vô ở ngoài, à, trong ra thì phải mà ngoài vô là không phải, em sợ nó rồi bị nhập, em nói trong thức chứ lại thấy một cái ánh sáng dạ. Nó chặn vô mình, em thấy đầu tiên một cái dùng cái một cái quần lớn như gì mà tầm tua xuống, mà cái màu nó vàng lắm, nó vàng vậy mà trong đó cái ánh trăng nó ngay giữa nó lớn như nè, thì khi mà em nhìn kỹ cái ánh trăng đó xuất ra khỏi cái tầm tua đó thì không còn thấy tầm tua, ánh sáng hút vô trong người cái rất tầm, là mạnh. Tầm tua là cái gì em không biết nữa, cái tầm tua là mấy sợi dây hay nó làm như tầm tua trong cái ánh sáng quá nó bao như vậy trong là... cái ánh sáng mà nó tua ra những cái ví dụ cái ánh trăng như vậy thì cho cái dưới ánh trăng nó tầm tua xung quanh vậy nè, thì em mở mắt cái em thấy cái gì đó, cái bắt đầu em mới mở mắt kỹ ra em thấy cầu tầm tua quá trời, lúc đó em sợ tại vì kêu em hoài, cái trong cái thức đó là nghe kêu hoài thì em rất sợ, thì trong khi nhìn kỹ cái ánh sáng đó đương nhiên cái mặt trăng lớn thiệt lớn nó được bự bằng cái dĩa vậy hút vô trong người, mà cái em sợ quá rồi em nói chết rồi bị ngập rồi không biết hút vô đâu, khi hút vô lẹ quá không biết đầu quá là ngực hay là đúng thì không biết hút đâu, nằm xuống để thở chứ mình em nằm xuống thở bên sau thở chút xíu ngủ mất tiêu luôn, tới sáng luôn chị. Cái bắt đầu cậu sao nghe nhẹ quá, sao hết trơn không còn cái gì hết trơn vậy, không nghe trong người mình gì hết, cái bắt đầu em mới nói rồi mình bị điên rồi, để điện cho Đăng Khoa thử coi mình nhớ số điện thoại không nghe, lật ra số điện thoại ủa mình đâu có điên đâu, số điện thoại mình vẫn nhớ, điện cho thằng vợ chồng Hiền thì cũng nhớ số điện thoại mình bấm. Cái Đăng Khoa ngày xưa có dạy em là cái cuốn là từ điển Việt Nam, cái em chạy vô coi cái nói Khoa à, mẹ điện cho con nghe tiếng từ điển Việt Nam và thì kinh Việt Nam phải không con, là từ điển tiếng Anh phải không, nó nói ờ đúng rồi, nói à tu đê pha với đi rút, nó ủa sao mẹ nhớ, cái em mới đọc đó từ 1 tới 10 mà tiếng nó dạy em là quan tru tri pho phai đó, cái nó ủa sao mẹ nhớ, cái nó ủa mình đâu có điên đâu, mình đâu có khùng, không khùng. Cái bắt đầu đương nhiên cái đút cái đĩa vô, từ lâu nay không có biết cái đĩa đó, ta đút hoài không có gặp, cái đút cái đĩa vô bắt nè, đương nhiên ô hê của thầy, trời ơi bắt đầu em vui 3 ngày hát ô hê chê, chị thấy em sợ người ta nói em điên, em đóng cửa lại, em vô cầu tắm, em tắm em cũng hát ô hê, rồi cái bắt đầu nấu cơm cũng hát ô hê, mà ăn cũng hát ô hê 3 ngày ô hê. Cái dĩa nó không biết rõ ràng là như ô hê chứ, thêm cái dĩa nó bỏ đạn cái dĩa nào đó vô vậy, trong khi một đống đĩa gì đó mà em chụp sao bắt ngay cái đĩa ô hê, mà em nhờ cái đĩa ô hê nó giải cho em hết sao, em vui quá vui, mà em bà nào hát hay là thầy hát bà trong cái đó là thầy hát á, ô hê là trong khi đó là thầy hát, thì có cái đĩa mà thầy hát mà thầy mặc cái áo thun màu vàng dạ, trong khi đó hát cùng chung với bạn đạo á, trời ơi nghe vậy là
ba ngày hát ô hê mà đương nhiên khỏe ngay luôn, em nói vậy là em không đi. Đó là qua trận đó mình tới chứng cỡ là quà, thế là ta học quá dẫn bệnh đó luôn đó. Thì sao sao cái kết quả đó là giống như là về thân xác ha, mà cũng có phần hơi siêu hình tâm linh chút xíu ha. Thì cái đó là cũng lâu rồi phải không? Dạ. Còn gần nhất, kết quả nào gần nhất thì hiện nay là gì? Ví dụ như tâm tánh hay là điển rút? Thì em không bằng được như Bảo Lộc. Nhưng mà tại vì chỗ ở nó còn lên đơn, nó còn hơi động. Nó còn động á chị. Chưa có ổn định. Chưa ổn định, nếu mà em mà ổn định chắc có lẽ là cũng là tốt. Nhưng mà ổn định thì chưa ổn định. Khi mà em mà khi bữa nào mà em thanh tịnh mà em quyết tâm niệm Phật nhiều, hay là mình thiền ở đúng giờ, và nhất là cái soi hồn và thở pháp luân thường chuyển mà đúng á, đúng sáu thôi, rất là sâu á, thì đêm đó em thiền rất là tốt. Mà có cái là em thở pháp luân thường chuyển em phải ra lệnh, nếu không ra lệnh nó không đầy đầy đúng đầy nó tung lên bộ đầu nó đầy mỗi mỗi hơi được, phải ra lệnh, phải ra lệnh. Chẳng hạn như mấy bữa nay ở đại hội nè, thiền có thấy khỏe tốt không? À, tốt lắm đó chị. Cơ số đồng cơ xuống nha, cơ xuống với nhà thiền chung với bạn đạo phải không? Tại đi ngồi phòng. Em xuống à chứ không có ngồi phòng. Em học gì học lép gì có đủ hết á. Không có ngồi phòng. Giờ tới giờ là em xuống. Khi tranh thủ xuống sớm. Mình trong chương trình của Cẩm Nang nó 11:30 mà mình 11:00 mình bắt đầu để băng rồi. Dạ. Mình đã bắt đầu thì tranh thủ được thêm nửa tiếng phải không? Dạ. Rồi cái buổi sáng thì cũng nói là 1:30 hết, mình cũng đã thủng ở tới 3-4 giờ. Dạ. Thì ở đây thanh điểm rất nhiều và dạ, thiền rất dễ. Đúng rồi. Nhưng mà em thấy là rất là siêu. Cái đợt mà đi Mã Lai á, thì Hoa nói với mẹ là đi đại hội của Quyền Thất Tổ mình đã được đi dự đại hội, không tin, không bao giờ em tin. Nhưng mà em đúng như vậy đó chị. Em lên có đợt năm ngoái em đi Mã Lai, thì trong khi đó em đi đó lại ăn sốt sốt chặn lên đường ra ngồi mà trước á, chặn là nghe cái tiếng của cái thầy niệm Phật chứ nghe nó điển nhiều đó, cái em mới niệm cho của Quyền Thất Tổ á, bên dòng họ Lý của ba con là ông bà nhiều đời nhiều kiếp ơi, hả hôm nay con á Lý Ngọc Hân được danh dự đi đại hội quốc tế, ông bà nhiều đời nhiều kiếp hãy niệm Phật theo con để mà phần hồn được giải thoát. À, tại cũng nghe thầy nói là đi là được giải thoát á. Cái thì từ ông cố, ông sơ bà sơ, ông cố bà cố, rồi cô chú bác gì anh em gì đó có tâm linh đó thì hãy niệm Phật theo con, theo băng đĩa thầy lúc đó bệnh bệnh có bác đĩa niệm Phật. Thì con em niệm rất là sâu, em niệm là sáu hơi như vậy, phải niệm theo con em niệm sáu hơi. Thì cái ông cố này ngày xưa em không biết tên, mà ổng là ngày xưa ông cố có niệm Phật, lúc đó em còn bé ư gình nghe ông cố niệm Phật để mà cười thôi đó. Mà ở vùng sâu vùng xa ít ai biết niệm Phật, mà sao ông cố lại biết niệm Phật. Thì bên tai em nghe nói là ông cố hai, ông họ Thiều mà ông tên Hồ, em không tin. Mà rốt cùng á em không biết tên ổng, mà em về em hỏi bà dì Hiện là bác ruột á của ông cố đó, bà nói hỏi bà dì ơi ông cố hai ngày xưa ổng tên gì mà họ gì. Bà nói ông cố hai á, ngày xưa ổng họ Thiều mà ổng tên Hồ, là y chang như bên tai em. Là em nghĩ là cái người niệm Phật với niệm Phật với nhau mới hòa được cái dòng điển. Như em thấy má em là rất sáng ở trong đại hội đó, còn không biết niệm Phật thì em niệm em xin bên dòng họ là chương của má em cũng không nghe gì hết, em nghe tối hù không thấy gì hết, không nghe. Thành ra nghe thầy nói là giống như bà con của Quyền Thất Tổ là mình đi đại hội là họ dạ, cũng được tham dự dạ, chứ không có chuyện gì chứ, nghe nói thầy là đi đại hội thì được giải thoát thì mới dạ, được tham dự dạ. Còn từ hôm nay đại hội bên này thì không có mời ai, không có em không nghe nữa. Em có niệm rất nhiều, Khoa Hiền nói là đi á, mẹ trước khi đi mẹ rất niệm cho nhiều mà mời của Quyền Thất Tổ và ông bà đi theo, nhưng mà em niệm thì em không nghe. Nhưng mà không có biết là có hai trường hợp, hoặc là giải pháp mất rồi không có cả đại hội nữa. Dạ, hoặc là mất đi dự đại hội bên dạ, bên kia năm nay là bởi ác lãnh ta dạ, vì không cần khi gian không cần quý máy bay mà đâu muốn đi đâu cũng dạ, được. Mà đợt này em rất là nguyện á, tại mình trước đây mình nguyện được nghe anh vậy mà đã thấy em má em á rất là sáng, nhưng mà chuyến này em nguyện em cũng không thấy má em nữa mà cũng không nghe gì hết á. Cái này là phải nghiên cứu tại sao ha dạ. Có thể nào tại bên này điểm
yếu hơn điểm bên Mã Lai, kỳ bên Mã Lai. Còn Hiền thì nãy giờ mình chưa có dịp nghe về bệnh viện và cái chuyện kết quả là hết bệnh cho nào đó, nhưng mà còn những cái ấn chứng hay kết quả nào khác mà mình thấy mình san sẻ để cho những bạn đó mới và những người mới tới tìm hiểu vô vi họ phấn khởi không? Thì theo những cái ứng chứng thì Hiền lúc đầu mà hành pháp á cỡ một tháng ngoài, tự nhiên bữa đó Hiền thấy mình đang bay ra ngoài giống như là mình đang ở trên lầu gì dòm xuống mà cái cây rồi nó gặp mình, nó khung xuống, nó chào giống như cái gió thổi cho cái cây nó quặt xuống vậy. Xuống giờ nó cúi xuống vậy rồi chút xíu cái Hiền á, ủa sao mình đứng đâu núi cao trời ta, chút xíu thấy giữa biển mà người ta cái cào đông nước, người dân người ta cào đông lắm. Rồi đầu chút xíu bắt đầu thấy cái đường hầm nó tối thui à. Lúc đó hồi Hiền đang ngồi thiền mà mẹ ngồi gần Hiền, cái đầu nó Hiền sợ quá, tối quá trời, sao đi xuống đường hầm đi qua cái Hiền lấy cái tay mẹ để lên trên mặt, để lên trên mặt cái không phải là nói để trên mặt, mẹ biết vì lúc đó cái mặt đồ kia nó giật lắm, cho nên là Hiền để như vậy thử hỏi, ý là hỏi mẹ nói như vậy là cái ý gì, mẹ trả lời biết, nhưng mà cuối cùng mẹ không biết gì hết. Cái Hiền mở miệng nghe nói, vừa mở miệng giật quá giật lên Hiền méo luôn gì thôi, không nghe Hiền nói. Cái Hiền không nói, cái Hiền đứng dậy, Hiền xả thì cái Hiền mở đèn lên, cái Hiền mẹ mới thức, cái Hiền mới hỏi như vậy, cái cứ giật hoài Hiền sợ. Cái Hiền hồi đó giờ Hiền đâu biết mà Hiền, mà Hiền nghe nói sức hồn này kia nọ thì Hiền biết, nhưng cái ứng chứng đó là cho Hiền thấy để Hiền biết như thế nào đó, cho nên là Hiền mới ban đầu Hiền thấy gì cái tự nhiên Hiền sợ đi vô cái đường hầm, tự nhiên mình đang có thu tối thui, mình đang sáng mà tự nhiên thấy tối thui thì mình sợ lần đầu đường hầm nhiều khi có ánh sáng đó mà chưa có đi tới. Dạ đúng rồi, cho nên là Hiền đâu có biết, cho nên là Hiền thấy tối Hiền sợ thôi. Hiền nghĩ rằng Hiền sợ thôi, tại giờ đó giờ Hiền đâu có biết như thế nào, tại vì lúc đó là Hiền không có nghe ban thầy thường. Dạ, không có đọc sách thường. Dạ đúng, tại lúc đó là Hiền mới vô thiền, mới niệm Phật rồi kia thôi chứ.